Bài La 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 Bachata, 8 câu 1 hướng bắt đầu bằng chân trái trước. Bài này Nota Doris Art. Bây giờ chúng ta chuẩn bị chân trái. Câu số 1, 3 bước đi ngang. 1, 2, 3, 4, ngang về. 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại một lần nữa. Câu số 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tư thế này câu số 2, chúng ta bước chân trái lên. 2, bước chân phải lên chuẩn chuyển trọng tâm qua phải. 2, lùi chân trái. 3, hất. 4, 5, lùi chân phải ra sau. 5, 6, kéo chân trái về chuẩn chuyển trọng tâm qua trái. 6, bước chân phải lên. 7, hất. 8, chúng ta làm lại câu số 2. Chân trái lên, 2, chụp, 2, lùi, 3, hất, 4, lùi, 5, chụp, 6, 7, hất, 8. Câu số 3, điểm ngoài, điểm ngang, điểm trong và điểm ngang. 3 và 2, 3 và 4, làm tương tự. 5 và 6, 7 và 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 3. 3 và 2, 3 và 4, điểm 5 và 6, 7 và 8. Câu số 4, bước ngang. 4, chụp, 2, chân chéo. 3 và 4. Tư thế này, 5, chúng ta đưa chân phải ra thẳng sau. 5, 6, chụp, chạy. Chân lên bằng chân phải. 7 và 8. Câu số 4. 4, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là từ câu 1 đến câu 4 trước ạ. Bằng chân trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8.